Ai assist? Kính thưa sư phụ, Yusumar. Kính thưa sư phụ, ba má con mất cách nay khoảng 5 năm. Nhưng mà mỗi lúc con ngồi thiền, con thường cầu sư phụ để cho con gặp ba má con. Nhưng mà không lúc nào con được thấy ba má con. Nào thấy làm chi? Người ta đi lên thiên đàng rồi, để cho người ta đi kéo xuống làm chi? Hả? Dạ. Có hai trường hợp mình không thấy. Trường hợp thứ nhất là cái lòng thương nhớ của mình nó mạnh quá, nó cản trở đi cái emotion á, cái lúc mà mình cảm khái quá đó, cái mình cứ chìm đắm ở trong cái cảnh giới Atula, cân hiểu không cân? Dạ. Cái những chúng sanh ở Atula, cái tình cảm của họ rất là sâu đậm, họ khóc nhiều, họ cười nhiều, họ rất là chìm đắm trong cái tình cảm của kêu bằng có thể là gần như nhân loại, tình cảm của con người, tình cảm của cá nhân, của gia đình. Còn những cái cảnh giới ở trên kia đó thì không có những cái tình cảm mà kêu bằng ràng buộc như vậy, cái tình cảm thương yêu rất là kêu bằng tổng quát, thương yêu mọi người cũng như là gia đình mình hoặc là chính thân mình. Nếu mà trường hợp như mà ba má của cưng đó mà đã lên trên những chỗ cao hơn cái cảnh giới mà Atula đó, thì cưng cứ khóc lóc nhớ thương mà ràng buộc mà kéo níu hoài như vậy, không bao giờ thấy được cha mẹ hết đó, hiểu không? Cưng phải tự nhiên phải vui mừng cho cha mẹ nè. Thân phụ của sư phụ cũng mới mất đây ha, mà thân phụ sư phụ vui lắm. Một cái lúc mà mới đi mới kêu bằng lìa cái thế giới phàm trần của mình á, thì ngài đi lên trên cảnh giới cao rồi, nhưng mà ở dưới này bà già khóc quá. Bà già khóc rồi thương rồi nhớ, rồi mấy đứa em khóc, rồi mấy đứa cháu khóc quá trời. Ông già xin phép xuống vacation. Ông già xin phép xuống đi nói chuyện với chị hai. Nói chị hai đi qua khuyên bảo ông già bà già, qua khuyên bảo bà già chút, chị hai nói chuyện với gia đình một hồi, cái bà má hết rồi, bà má bớt buồn rồi, em cũng hết buồn, tự nhiên vui, hai người vui rồi, làm chị hai cũng vui thêm. Chứ hồi mấy người khóc lóc buồn bã, chị hai cũng buồn bã luôn á. Kéo níu với nhau, hiểu chưa? Mình thương nhớ là thương nhớ cái xác thịt của người đó thôi, còn cái vị đó lúc nào đã lên thiên đàng rồi thì lên chỗ cao sang sung sướng, rất là hạnh phúc, hoàn mỹ, muốn gì được nấy, thân thể tinh thần hay là linh hồn rất là tự tại an nhiên, muốn đi đâu một khắc là đi tới nơi liền, muốn cái gì một khắc là tới trước mặt liền, quần áo không cần lo, không có gì hết. Và để những cái thời giờ rảnh rỗi để mà học hỏi những cái điều cao thượng hơn, những điều huyền bí hơn của vũ trụ, mình đừng có kéo níu người ta xuống làm gì. Thí dụ như con cái mình, thí dụ ở trên đời này ha, mình có mấy đứa con đi học ha, có người nào translate cho mấy người, cho quý vị tiếng Anh tiếng Tàu biết không? Có, good. Chị hai nói có lẹ lắm không? Ok không? Được ha, ok. Thì thí dụ nói trong gia đình của quý vị ha, có mấy người con mà nó học giỏi ha, học giỏi cái được học bổng. Rồi chính phủ gửi qua những cái nước khác học. Thí dụ như ở Việt Nam mình có đứa con học giỏi quá, hoặc là nhà mình có tiền ha, có thế lực, hoặc là có cái connection là gì à? Chị hại là quá không nói tiếng Việt của anh nha, xin lỗi. Tức là có cái sự quan hệ với những người có quyền thế đó, là người ta đưa con mình đi ra ngoài nước khác học, thí dụ qua nước Mỹ, hoặc là qua nước Pháp học ha. Như vậy mình cứ tối ngày cứ kéo níu rồi về, cho con thấy, cho tôi thấy con tôi một chút, tôi nhớ quá đi, mấy bữa này không thấy nó đi tôi nhớ quá, ngày nào tôi cũng không thấy nó, hồi xưa ngày nào tôi cũng thấy nó về nhà ăn cơm với tôi, ngồi tôi nghĩa là nắm tay chân ôm ẵm tôi, hung hết tôi, thương tôi, bây giờ tự nhiên nó đi đâu mất tôi nhớ quá, giờ tôi muốn nó trở về liền này, được không? Muốn vậy không hả? Không. Mình ngủ sao? Để cho con mình học nó thành tài chứ hả? Rồi mai mốt mình cũng gặp, phải không? Hoặc là mình đi thăm nó, hoặc là tới thời giờ rồi nó về nó thăm mình. Ok? Cũng như vậy, người thân của mình đi lên những cảnh giới cao, được những điều tốt lành gấp trăm ngàn vạn lần của mình ở đây, thì mình phải mừng cho họ, mình phải đi làm tiệc chúc mừng, chứ không có được ngồi khóc lóc gì hết đó.
khóc lóc cho làm cho họ bận bịu tinh thần, tại vì bây giờ họ là những cái linh hồn linh thiêng rồi. Họ không có còn bị ràng buộc bởi cái thác xác thân mà chật hẹp của mình, cho nên mình nghĩ cái gì họ biết liền. Lúc nào họ cũng câu thông với mình hết. Mà nếu mình buồn bã hoài, họ bị phân tâm, họ không thể lên những cái học những cái điều mà càng cao thượng quý giá hơn nữa. Quý vị hiểu rồi ha? À, rồi. Kính thưa sư phụ, cho con xin phép hỏi thêm câu nữa. Rồi rồi, được đi. Là thỉnh thoảng con thường ghé mộ thăm vô nghĩa trang thăm ba má con, chị con thăm vô nghĩa trang gì có ảnh hưởng đến vấn đề tu hành của con? À, không sao, có đi thăm cho tỏ lòng hiếu thuận không sao. Miễn mình đừng có chấp nhất cái nghĩa trang đó là cái chỗ của cha mẹ mình. Tại vì ông bà cái tinh hoa của ông bà đã đi rồi, không phải nằm ở trong cái lòng đất lạnh lẽo chỗ đó một nắm đó đâu, phải không? Dạ. À, rồi thì mình vô đó mình thăm là cũng như mình chăm sóc mộ mã để cho theo truyền thống như vậy đó. Mà những người tu hành á, thường thường á, nếu mà những người tu hành mà họ đã khai ngộ rồi, không bao giờ họ chấp nhất cái xác thân, họ thảy xuống dưới nước cho cá ăn, hoặc là họ thảy lên trên cái núi cho mấy con chim chim đà điểu gì đó nó ăn, hoặc là họ thiêu thân thể đi để rảy ra trong sông biển như vậy cho nó tự tại đi khắp nơi, hoặc là nó bồi dưỡng những cái bồi dưỡng cho cái sự phì nhiêu của đất đai. Còn mình thì mình theo truyền thống, mình không có bỏ được truyền thống thì mình cứ làm theo truyền thống ha, tức là có cái mồ đó rồi lâu lâu mình đi thăm vậy để mà tỏ cái lòng hiếu thuận, không thì không có lỗi gì ha, thì cũng tốt. Nhưng mà đừng có chấp nhất vô đó, đừng có nghĩ cha mẹ mình nằm đó. Trời đất ơi, nếu mà cha mẹ mình nằm đó có phải là tội nghiệp lắm không? Ai mà muốn, có khi nào mình muốn cha mẹ mình nằm ở dưới đất lạnh lẽo vừa mấy trăm mấy ngàn năm không, muốn không? Không, thì phải nghĩ như vậy. Nếu mà mình ràng buộc ông bà đó là mình là tội bất hiếu ghê lắm á, hiểu chưa? Ừ, mình phải cái đầu óc mình phải nghĩ những cái điều rộng lớn, những cái điều cao đẹp, những cái thế giới rất là mỹ miều để cho cha mẹ mình lên đó an hưởng những cái cuộc đời còn lại của cái sự trường tồn của họ. Chứ không bao giờ mình nghĩ là cha mẹ mình nằm ở những cái miếng đất nhỏ xíu mà lạnh lẽo như vậy, tối ngày không chăn không mền không con không cái, không đồ ăn đủ như vậy, làm gì mà có cái sự đó. Hiểu rồi, hiểu ha? Dạ. À, ok, good. Cảm ơn sư phụ. À, không có gì. Mà cưng thiệt hiểu rồi ha. Dạ. Đừng có trù ẻo cha mẹ, hiểu không? Dạ. Không phải nói một mình cưng. Cưng hỏi như vậy rất là tốt, câu hỏi rất là tốt. Không phải sư phụ nói cưng hỏi như vậy là không tốt gì đâu. Cưng hỏi như vậy có tốt cho bao nhiêu người khác. Bao nhiêu người khác nghe chị hai giải thích như vậy cũng đều hiểu hết. Tại vì mình không có thể nào, những cái gì cái đầu óc mình nghĩ những cái gì nó ra cái đó. Quý vị nên hiểu như vậy. Tại vì nhất thiết vi tâm tạo, tất cả những cái gì mình nghĩ ra là từ cái tâm của mình, là sớm muộn gì nó cũng thành. Cho nên phải nghĩ những điều rất là tốt đẹp, những điều rất là hoàn mỹ, những điều rất là huy hoàng để cho cha mẹ mình hưởng thụ, và cuộc đời mình cũng càng ngày càng huy hoàng lên, và sạch sẽ và sung sướng khoái lạc hơn. Thí dụ bây giờ chị hai nói mình có được chọn lựa gì đâu. Thí dụ như chị hai nói ha, quý vị nghĩ như, cứ nghĩ những cái điều khẳng định đi, những cái điều tốt đẹp đi, rồi nó sẽ đến cho quý vị, những điều tốt đẹp sẽ đến. Rồi thí dụ như chị hai nói láo đi, chị hai nói là nghĩ những điều tốt đẹp rồi những cái điều tốt đẹp nó không đến, nhưng mà nó cũng đâu, mình đâu có mất mát gì đâu hả. Còn hơn là mình nghĩ những cái điều xấu rồi mai mốt cái điều xấu nó cũng đến, thì tối ngày mình nghĩ điều xấu hoài rồi cái mai cái điều xấu nó cũng đến, là cả cuộc đời mình còn những điều xấu không? Thà là mình nghĩ những điều tốt đẹp, có phải không? À, còn cái chừng nào nó xấu nó đến thì nó xấu chừng đó mình tính sao? Chứ mà cái điều xấu nó sẽ đến, rồi mình ngồi đây tối ngày mình nghĩ điều xấu hoài là cuộc đời mình toàn là một cái điều xấu không? Không có lúc nào mà đẹp hết. Mình không có cái trí tưởng tượng, mình không có cái những cái điều mơ mộng gì mỹ miều để cho mà cái mộng của mình sẽ một ngày thành sự thật cả. Cho nên mình phải nghĩ những điều tốt đẹp. À, mình không mất mát gì cả. Hiểu chưa? Mà mình sẽ được thêm lên, mình sẽ được hưởng thụ thêm. Chứ mà nghĩ những điều xấu là không có tốt gì cho mình cả. Hiểu rồi ha, hiểu cái sự hợp lý của nó rồi ha. À, chứ không phải chị hai nói gì tin nấy, tin mù mắt gì mà tin. Cái gì phải hợp lý mình mới tin. Chị hai nói gì có hợp lý không?
Hiểu rồi ha, hiểu rõ rõ ràng ha. Dạ.